84, Thu Vạn Triệu Đồ Đệ. Đó là con trai ta, thằng bé vừa rồi à? Nghe nói ảo thị xuất hiện dị thú, gần như không ai ra ngoài được. Thánh tử vừa rồi, ông chủ có thể yên tâm rồi. Vừa rồi thì tốt. Tới đây, lão đệ. Đây, lão đệ. Ngươi gặp qua phụ thân ta bà trưởng môn chưa? Đây, con trai lớn của ta, con trai lớn của vi phu, sao lại biến thành thế này rồi? Lâu hùng, ngươi nói rõ cho ta đi. Mấy khác sao? Tông chủ, chuyện này là như vậy. Là thuộc hạ vô năng, khiến mà Thiên Tông và Luận Thế Tà Tôn thánh đánh thánh tử thành như vậy. Tất cả mọi người đều chết rồi, con trai ta cũng biến thành kẻ ngốc giống với lần trước. Chỉ có Lô Hùng ngươi toàn thân rút lui. Ngươi không giải thích gì sao? Ôi tông chủ, lo vì thời khắc cuối cùng ta lấy được bộ giáp này mới có thể đưa thánh tử toàn thân rút lui. Bộ giáp? Võ tông chủ muốn xem có chỗ đặc biệt nào? Nhẹ nhàng đỡ một kích của tông chủ như vậy, hơn nữa bộ giáp không hợp bị hỏng, đây là bảo bối tốt. Tông chủ, bộ giáp này cực kỳ thần diệu, có thể tăng chiến lực của một người lên cao, gần như có thể khiến một tu sĩ bình thường ngay lập tức trở thành cao thủ trấn áp một phương. Lâu, xem ra là bản tông chủ trách nhầm ngươi rồi. Lần này ngươi có công mang bộ giáp này về, từ bây giờ ngươi thăng cấp thành đệ tử của thân truyền. Đa tạ tông chủ. Tông chủ, ta và thánh tử tam đầu ý hợp, thân như tay chân. Thánh tử bị ma thiên vực và loạn thế tà tông hại thành như vậy, ta thực sự không nhịn được. Lúc nào có thể đi báo thù vậy? Ma thiên vực cực kỳ cường đại, luôn có giả tâm chiếm đoạt thánh thiên vực ta, việc này phải tính có lâu dài. Còn về loạn thế tà tông á, bản tông chủ không ngờ chúng vậy mà to gan như vậy. Bản tông chủ còn phải điều tra một phen, sợ em có gì đã nghi không? Tông chủ, cô có gì nghi ngờ? Đám đó có thể giết con trai ta, lại đánh ngốc con trai ngài, hay là cứ trực tiếp xuất binh diệt loạn thế tà tông đi. Cả người xuống trước đi. Bản tông chủ phải kiểm tra con trai lớn của ta trước, xem còn có thể hồi phục không. Nhị trưởng lão, sao ta cảm thấy thái độ của tông chủ đối với Luận Thế Tà Tông có chút không đúng vậy? Cứ gặp vấn đề liên quan đến Tà Tông á, tông chủ luôn luôn tránh nặng tìm nhị. Bản trưởng lão cũng cảm thấy có chút không đúng, có thể tông chủ có bận tâm đi. Lâu, hiện giờ ngươi là đệ tử thân truyền, địa vị tăng cao lên rất nhiều á, hành ngôn phải cẩn trọng, không được vọng nghị tông chủ. Vâng. Một đứa con trai đang tốt sao lại biến thành ngốc như thế này? Cho dù thế nào cha nhất định sẽ chữa khổ cho cô. Ngươi nhìn gì? Con trai, ta là cha con đó. Cha ta là bạch trưởng môn, ngươi nhìn nữa thử xem. Ơi, hết cớ rồi. Người tới thật là đúng lúc. Để Luận Thế Tà Tông điều tra xem ai đang trong Luận Thế Tà Tông đã thương thánh tử. Bọn tông chủ luôn cảm thấy có chút kỳ quặc, người của Luận Thế Tà Tông mới không thở không quen biết thánh tử. Tỷ lý bánh bao máu về. Ê, tông chủ sẽ ra chuyện lớn rồi. Chuyện gì cũng không quan trọng bằng con trai ta. Mau đi lấy bánh bao máu. Bọn tông chủ phải nhanh chóng thăng từ siêu phàm đỉnh phong đến địa hiền cảnh, trị thương cho con trai ta. Tông chủ, Luận Thế Tà Tông bị diệt rồi. Cái gì? Không thể nào. Ở Thánh Thiên Vực tử từ Thánh Thiên Tông ta, ai có thể diệt được Luận Thế Tà Tông? Cho dù là một hiền tông cũng không được. Ấy, càng chưa kể là tông chủ Luận Thế Tà Tông tu luyện một thân tà công cực kỳ khó giết chết. Cực kỳ chính xác, ta tận mắt nhìn thấy Luận Thế Tà Tông bị người ta san bằng, tất cả mọi người đều chết rồi. Bản tông chủ vẫn không dám tin, ta phải đích thân đi xem.
Lớn Thế Tạ Tông thực sự bị săn bằng rồi à? Rốt cuộc là ai làm? Ai có thể làm được? Thánh Thiên Vực không có cao thủ cấp bậc này. Có phải người từ ở bên ngoài nhân hồn giới, ví dụ như là Thiên Địch, Vô Tận Yêu Vực hoặc là Vô Tận Hải Vực không? Trà, nói rõ chuyện này cho ta. Vâng, tiếp theo phải làm sao đây? Không có Luận Thế Tà Tông á, cùng các bánh bà mũ diễn tông chủ phá cảnh giới, Thánh Thiên vượt lộn trong giặc người, ta là chủ nhân của một vực à, phải nghĩa cho an nghi của Thánh Thiên vượt. Vì Thánh Thiên vượt bản tông chủ có thể làm bất cứ chuyện gì. Ta xác nhận một lần nữa, ta không có nghe nhầm chưởng môn đi diệt Luận Thế Tà Tông rồi. Ông không nghe nhầm, mọi người đều nghe thấy rồi. Luận Thế Tà Tông là tà phái lớn nhất ở Thánh Thiên Vực, thật không hề kém Thánh Thiên Tông. Hai người mà chưởng môn đi diệt toàn tông người ta, ít nhiều có chút liều lĩnh. Đây không phải là liều lĩnh mà căn bản coi thường Luận Thế Tà Tông rồi. Bây giờ ta đang rất là hỗn loạn đấy. Ta cũng rất là hỗn loạn. Chúng ta chỉ đợi thôi sao? Không đợi thì cũng chả biết tông môn của Luận Thế Tà Tông ở chỗ nào. Lại nói cho dù chúng ta đi cũng chỉ là thêm dầu, thêm đầu người mà thôi. Đừng hỗn. Không thấy Lý Tu rất là bình tĩnh sao? Ta đang nghĩ, nếu sư phụ chết rồi, ta nên tăng tu vi nhanh chóng cái gì để báo thù cho ngươi. Ơi, trong lòng bản phương không hề có gợn sóng nào, thậm chí còn có chút muốn cười. Ê, các ngươi vẫn chưa hiểu rõ sự cường đại của cường giả sao? Việc Luận Thế Tà Tông còn không phải là dễ như trở bàn tay à? Ta vừa rồi chưởng môn vừa rồi chưởng môn. Ngài không sao chứ? Ngươi thấy bản chưởng môn có sao không? Không sao thì tốt. Bộ dáng lúc chưởng môn đi với giờ không khác gì. Chắc là nghĩ thông không đi diệt Luận Thế Tà Tông rồi. Luận Thế Tà Tông bị diệt rồi. Luận Thế Tà Tông dù sao là đại tông, vừa sau vẫn còn cơ hội mà. Cái gì? Diệt, diệt rồi á? Cái này gọi là đã mơ diệt tông người ta à? Mở mồm ra đồ diệt luôn cái tông môn người ta. Có gì mà kinh ngạc cho vậy? Ngắm mồm vô. Sư muội à, sư phụ diệt Luận Thế Tà Tông cái gì thế? Rất đơn giản, phất tay là diệt rồi. Chị em phụ tất sát á, quá là trọng đại, vẫn nên giữ bí mật thì tốt hơn. Phất tay lờ chúng ta thiển cận rồi, về sau trong lòng ta chưởng môn chính là thần. Một tháng sau, phía trước là ở đâu? Tam Thế Tử Hải Long Vương. Hội Tam Thế Tử phía trước là Thánh Thiên Vực của giới nhân hồn, là trạm cuối cùng mà phải tuần tra đường thủy thiên hạ lần này. Long Vương Điện Hạ tướng quân Hải Mã tuần tra nơi này xong á, phải về Long Vương Điện rồi. Thánh Thiên Vực của nhân hồn giới là nơi hôn vắng nghèo khó xa xôi, đều là giả nhân nông thôn có tu vi thấp, làm gì có gì để tuần tra chứ. Kẻ thống trị này, khu vực này tên là Thánh Thiên Tông, là nơi yếu nhất ở trong cửa vực nhân hồn. Tu vi tông chủ cao nhất cũng chỉ là thoát phàm đỉnh phong. Đối với Long Vương Điện Hạ, ta thì quả thực không đáng để nhắc tới. Chẳng qua nơi này là tuy hôn phấn nhưng có một cá trạch tu hành nhiều năm á, đã thành công hóa thành giao nhân, xưng là Giao Long Vương. Biết Tam Thái Tử tới nên đã đặc biệt chuẩn bị lễ phẩm phong phú. Theo Giao Long Vương đó nói thì có đại kinh hỷ hay là cứ đi xem. Nếu đã tới rồi thì đi xem chút đi.
Kỳ lạ, sao nửa ngày rồi mà Giao Long Vương vẫn chưa ra nghênh đón vậy? Lá rùa nổ Long Cung dưới sông, nổ cả Giao Long Vương gì đó ra luôn. Tha mạng đại nhân, tha mạng. Bản tướng quân hỏi người, Giao Long Vương ở đâu? Hỏi đại nhân, hiện giờ Long Cung ở dưới sông vô chủ, Giao Long Vương đã chết từ lâu rồi. Giao Long Vương chết rồi. Sao lại chết? Bị một tiểu môn phái Bạch Ngọc Môn ở Thành Hải Nghiên giết. Thành Hải Nghiên, địa danh này sao ta cảm giác từng nghe qua ở đâu rồi nhỉ? Ta nhớ ra rồi, trong cổ tịch Long Vương Điện từng ghi chép về một nơi tên là Thành Hải Nguyên. Nghe nói nơi đó từng là nơi đặc biệt ở trong thời kỳ thượng cổ, có ý nghĩa phi phàm. Nó phát hiện ra bí mật của Thành Hải Nguyên sẽ sớm phi thăng. Không biết nơi này có phải là Thành Hải Nguyên trong cổ tịch đó hay không? Chẳng qua cho dù phải thì hơn vạn năm trôi qua rồi không hề có phần thần tích gì xuất hiện, đa phần là truyền thuyết mà thôi. Xin hỏi vị đại nhân này có phải là tam thái tử của Hải Long Vương đúng không ạ? Là bản thái tử. Thái tử đại nhân, tiểu nhân có chuyện bẩm báo. Lúc Giao Long Vương còn sống từng nói đợi lúc tam thái tử đến sẽ dâng cho tam thái tử trọng lễ. Thái tử có biết là gì không? Giao Long Vương quả thực là từng nói qua chuyện này. Trọng lễ là thứ gì? Là cửu tử. Cái gì? Thật không? Cô tưởng nhỏ nhoi đừng có hồ ngôn lộ ngữ, nếu không chết trăm lần cũng không đủ đâu. Tiểu nhân không dám nói lung tung, Giao Long Vương quả thực biết tung tích của cổ tử. Tu vi tiểu nhân thấp, chỉ nghe được mấy lời này, nhưng cái thợ chắc chắn là liên quan tới Bạch Ngọc Môn. Xin Tam Thái Tử diệt Bạch Ngọc Môn, báo thù cho Giao Long Vương. Cửa đệ đó của ta là sĩ nhục của Long tộc, chạy ra ngồi lâu như vậy cuối cùng mới cũng tìm được tung tích của hắn rồi. Đúng là không uổng công tới nơi khỉ ho gà gáy này. Tam Thái Tử chưa biết tin này là thật hay giả, không bằng nghỉ ngơi trước rồi ta đến Thành Hải Nghiên thăm dò trước. Không cần, bản thái tử trực tiếp diệt Thành Hải Nghiên luôn. Không thể được, thực lực của Giao Long Vương ở Thánh Thiên Vực tuyệt đối là xếp hạng trong top. Cho dù là bị giết vì nghiên chủ, vì nghiên nhân gì, nó tóm lại là bị giết rồi, chứng tỏ Bạch Ngọc Môn có chút thực lực. Thân phận tam thái tử tôn quý của ngài vẫn nên cẩn thận thì hơn. Mau đi mau về. Linh Châu lấy được trong ảo thị là năng lượng tu vi thuần chính nhất, tổng cộng là 3 viên, có thể dùng trực tiếp để tăng tu vi. Nếu dùng được thứ này có thể khiến toàn bộ Bạch Ngọc Môn tăng thực lực. Sư phụ, người tìm con à? Bây giờ con là tu vi gì? Phong thức cảnh trung kỳ. Sau khi vào phong thức cảnh thì tu vi của con đã tăng chậm hơn trước rất nhiều. Cho dù tu luyện công pháp thuần cấp mà sư phụ cho con thì một tháng con mới đột phá được một cảnh giới nhỏ. Lục Nghiên, ngươi không sao chứ? Không sao, không sao. Đây là lời có người nói sao? Một tháng từ phong thức cảnh sơ kỳ đột phá đến trung kỳ còn chưa chậm à? Lục Nghiên, ta cũng là thiên kiêu, những năm này cũng gặp vô số yêu nghiệt, nhưng chưa từng gặp qua tốc độ tu hành như này. Một tháng mới có tiến triển thì quả thật là chậm quá. Ngài say sao? Ta có thể nói là ta bị sốc bởi cuộc đối thoại của sư đồ các ngươi không? Tốc độ này chứng môn vậy mà còn cảm thấy chậm sao?
Một tháng rồi vi sư chưa từng tặng đồ cho cô, nên cô nhận viên linh châu này đi. Đây là viên linh, là viên ngọc tăng tu vi ở trong ảo thị, là vật cực kỳ hiếm có. Hệ thống phản hồn thu đồ, tặng đồ đệ Lý Tu, tiên thiên chí thuần linh châu, kích hoạt phản hồn 1.300 lần. Chúc mừng nhận được 1.300 viên tiên thiên chí thuần linh châu. Lại là phản hồn có chẳng có lý. Thì chẳng qua 1.300 viên linh châu này á, cũng đủ để tu vi của tất cả người ở Bạch Ngọc Môn tăng lên một lần. Đồ tốt á, có thể mau chóng tăng tu vi rồi. Đáng tiếc chỉ có một viên không thể để mình đột phá. Vi sư còn có nhiều như vậy. Sư phụ, Linh Châu không phải chỉ có 3 viên thôi sao? Đừng có đợi hết tiểu tiết, mau chóng tăng tu vi đi. Nhiều Linh Châu vậy, con cũng muốn. Chờ con, một viên thôi sao? Người trọng nam khinh nữ. Hệ thống phản hồn thu đồ. Tinh tinh, hệ thống xuất hiện lỗi chưa rõ. Lần tặng này không thành công, không thể phản hồn. Xác nhận. Giống như là tặng bộ giáp lần trước lại xảy ra lỗi. Hệ thống này thú vị đấy. 86.